lâu lâu quay lại cái cho có. Ờ. Ờ. Đúng rồi, này à? Này có mấy bo tao quên quên để ý. Ê em cho con đó đi. Cái này tại vì tao đang còn lỗi trình đâu kia. Rồi mấy bo xuống đây thằng cảnh đi lên này quên mẹ. Còn cái con kia con đi chuyện bên cạnh nó nhỏ không tin nhiên. Con này sát vừa tầm nó tạt đó nhỉ. Mấy con này làm gì cần phải gấp chậm vậy? À, cố tình cỡ chậm lại á, cỡ đều mấy thằng kia nữa, mặt bóp mà mày được bằng những con miếng tiền từ mấy cái đó. Mấy thằng không ai lắm anh, hai vị nóng chục cái mua đun bảy bên kia kìa, bảy á, anh mua mấy con linh kiện sang mấy mua đun khác còn để mua đun mấy con chậm một tí không, còn gì nóng chục không, bảy không ai lắm á, toàn bộ bị hết ha, thì toàn bị không ai lắm không không đâu. Rồi đó anh coi lại. Em tầm tao thăm 2-3 lần bao chục. Ok nhá. Để lên 150 mà 2-3 lần không. Ok nhá Văn Anh. Con này ok nhá. Đủ mà thấy tàu này tao có quy trình đi vô được không? Ok không? Con này đã có tàu ngoài này có nhiều tàu mua. Mua cũng gạch mày.